kênh yêu thích ẩm thực của Thúy. Hôm nay Thúy sẽ mang đến cho các bạn một món chè có tên gọi là chè bắp. Chè bắp là một trong những món chè được rất là nhiều người yêu thích. Món chè bắp mà thêm một chút xíu bột bán nữa thì làm cho món chè của chúng ta thêm phần sánh dẻo. Hạt bắp thì nở tơi, còn ngọt ngọt, sần sật. Ăn kèm với một chút xíu nước dừa nữa thì làm cho món chè của chúng ta ngon tuyệt luôn đó các bạn. Còn hôm nay thì đến mùa sầu riêng rồi đó, nên Thúy sẽ có ý định là sẽ cho sầu riêng vào chè bắp của chúng ta. Các bạn cùng xem là món chè của chúng ta có hương vị của sầu riêng thì nó sẽ như thế nào nhé. Bây giờ Thúy xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp với Thúy để thực hiện món chè bắp cùng với Thúy, thêm hương vị sầu riêng nữa. Để thực hiện món chè bắp cho hai người ăn thì chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu. Thứ nhất là hai trái bắp, 100g đường, 100g bột bán, nước cốt dừa và sầu riêng. Trước tiên thì mình sẽ cho nước vào bột bán. Mình ngâm bột bán trong khoảng 10 phút nha các bạn. Bây giờ Thúy sẽ đi bào bắp. Mình sẽ cho vào nồi hai cái cùi bắp như thế này và mình sẽ luộc trong vòng 15 phút để cho cái chất bắp ở trong cùi bắp nảy ra cho ngọt đó các bạn. Nước sôi lên rồi, bây giờ sẽ vớt hai cùi bắp ra. Bột bán đã ngâm nở, bây giờ Thúy sẽ đi rửa bột bán. Bột bán đã rửa xong, nước sôi lên thì mình sẽ cho bột bán vào đây. Mình sẽ luộc bột bán trước. Sau khi bột bán nó chín được phân nửa rồi nè các bạn, thì mình sẽ cho bắp vào. Sẽ cho bắp bào nhuyễn vào. Rồi, mình sẽ nấu bắp trên cái lửa riu riu nha các bạn. Trên lửa vừa. Chè bắp đã sôi lên và nở ra rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho tiếp theo là đường vào. Mình sẽ cho đường vào. Sẽ cho thêm vào một chút xíu muối nữa các bạn. Mình nấu sôi lên lại khoảng 2 phút nữa là mình sẽ tắt bếp. Bây giờ mình tắt bếp được rồi các bạn. Vậy là chè của mình đã chín rồi đó. Tiếp theo là mình sẽ đi nấu nước cốt dừa nha các bạn. Mình sẽ đi nấu nước cốt dừa. Mình sẽ cho nước cốt dừa vào nồi. Sau đó mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê đường, một muỗng canh đường. Theo là nửa muỗng cà phê muối. Mình đun sôi nước cốt dừa này lên. Nước dừa sôi lên rồi thì mình sẽ cho bột năng hòa tan vào nha các bạn. Mình sẽ vừa cho mà vừa khuấy. Mình khuấy đến khi mà nước cốt dừa của mình nó đặc sệt sóng sánh lại như vậy nè các bạn. Đó, nó có cái độ sệt này nè.
Vậy là mình có thể tắt bếp được rồi các bạn. Thế là Thúy đã làm xong món chè bắp bột bán rồi nè các bạn, có hương vị của sầu riêng nữa. Thúy mời tất cả các bạn cùng dùng món chè bắp và bột bán với Thúy nha. Ngon tuyệt vời luôn đó các bạn, nó có cái hương vị sầu riêng nữa nên nó đặc biệt lắm. Thúy cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Thúy. Thúy chúc tất cả các bạn thành công ở món chè bắp bột bán cùng với hương vị sầu riêng này nha. Nếu như mà thích video của Thúy thì hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới hơn. Còn bây giờ Thúy xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau.